Rồi anh chào Bùi Tùng. Dạ em chào anh Dạ. Thân và các anh chị trên diễn đàn. Anh Thân ổn chứ anh? Hơi nhỏ. Không biết là dạo này cái dây này nó bị cái gì, với cái dây này nó bị cái gì mà cứ hơi nhỏ, được không anh? Được không anh? Cũng hơi nhỏ. Thu Hiền nghe thử, nghe Bùi Tùng nói có rõ không? Mấy anh chị ở dưới nghe rõ không mấy anh chị? Anh cứ nghe nhỏ nhỏ thôi, mình nhỏ em mở ra là bảo đảm lớn hơn luôn á. Cái tai phone của em nhưng không có ổn. Rồi chắc vấn đề về tai phone quá anh ơi, em nghi chắc vấn đề về tai phone quá, cái này chắc phải tính tính sao đây cho đường truyền cho nó, để sát rồi mà nó cứ âm thanh nó không lớn kỳ. Mà không có nghe rõ ha, mọi người nghe rõ ha, vậy thôi nói đi. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị trên diễn đàn. Hôm nay thì anh Cảm Thân ơn có hai cái clip về có hai clip về các chiến sĩ công an, là mấy dạo gần đây là có một cái anh đạo diễn ảnh nói vấn đề là bây giờ các chiến sĩ công an nên nên làm shipper đi, thay thế làm shipper giao hàng cho người dân đi. Thì em cảm thấy là cái những cái phát ngôn như vậy nó rất là không hợp lý trong trong cái tình hình như thế này. Em nói thật với các anh chị đó, điều đó không không phù hợp như thế này. Bởi vì những cái chiến sĩ công an của chúng ta từ là các cái chiến sĩ công an khu vực hay là về công an giao thông, bây giờ là tất cả là đều rất là nhiều công việc. Họ là phải đến là đến trực tại các khu cách ly nè, rồi các trực tại các khu phong tỏa nè, rồi họ còn phải đi kiểm tra, họ còn phải đi kiểm tra người 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 ra đường vào giờ giới nghiêm, xem là có trong giờ giới nghiêm có ai mà xách xe máy đi hay không. Đấy. Rồi họ còn phải nhiều khi là họ còn phải dẫn đường cho những cái chuyến xe của những cái người mà bị kẹt lại trong thành phố anh. Những người kẹt lại trong thành phố thì họ cũng phải dẫn đường để đưa những cái người đó về quê. Tức là những cái chiến sĩ công an chúng ta hiện giờ là làm rất là nhiều việc. Thế em nghĩ là công việc rất là nhiều luôn á chứ không phải không đâu. Anh bây giờ là làm sao mà có cái chuyện mà đề nghị là các chiến sĩ công an đi trực đi làm shipper. Một cái đề nghị thật sự là rất là ấu trĩ luôn. Và có cái gì đó em nghĩ là có cái gì đó mang cái tính coi thường cái công việc của họ. Em cũng có coi hai clip đó thì em nhận thấy rằng đó là những cái việc Bên nữa nha. mà các chiến sĩ công an bây giờ làm á, bây giờ họ làm rất là chu đáo chi tiết. Anh có thấy là ở cái clip đó khi mà chở xăng đến cho những cái người mà về quê đó, những người dân mà về quê đó, các anh chị cũng thấy là các bình xăng được đổ đầy, đúng không? Dặn nút đàng hoàng, đổ đầy đàng hoàng, rồi thậm chí là giao từng cái chai xăng cho những cái người đi đường, những cái người về quê. Đó, điều đấy chúng ta thấy là những cái việc làm, những cái trách nhiệm của các anh đó được thể hiện rất là rõ ràng rồi, chứ không phải là chúng ta có thể mà gọi là đáng đáng già đáng non, hay là chúng ta nói những cái chuyện không không hay. Những cái việc làm đó là rất là cụ thể rồi, trong cái thời buổi dịch bệnh như thế này điều đó rất là hay rồi. Những cái quãng đường mà đi từ thành phố mà đi đến những cái tỉnh ở ngoài, ví dụ như là Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, hàng trăm km, thì các anh chị nghĩ đi, những cái bình xăng như vậy nó quý như thế nào, nó có tác dụng như thế nào đối với những cái người mà về quê như vậy. Rồi cái trường hợp mà cái chú mà chở trái cây đó, đó chúng ta cũng thấy được là một cái nét nhân đạo của các chiến sĩ công an chúng ta như thế nào. Đúng như anh Thân nói đó, là cái lỗi vi phạm của chú chở xe trái cây là cái điều chúng ta không thể nào mà có thể mà xóa bỏ, hay có thể nào mà mình có thể che đậy được. Rõ ràng là chú đó là vi phạm rồi, mặc dù chú đó có giải thích là chú ấy nhận trái cây ở Bình Phước, chợ Bình Phước hay ở đâu đó, hình như là chợ đầu mối ở Bình Phước hay sao đó. Rồi chú ấy về trễ, chú ấy giao hàng về trễ nên bị như vậy. Nhưng mà thật ra mà nói là cái nguyên tắc của pháp luật là rất là rõ ràng, mình nếu mình bị vi phạm thì mình phải chịu cái sự chế tài thôi. Nhưng mà qua những cái lời chia sẻ của chú thì những cái chiến sĩ công an của chúng ta cũng đã có hai cái điều mà em thấy rất là hay trong cái clip đó. Là thứ nhất là giải thích cặn kẽ cho chú đó biết là cái hành vi của chú đó là nó như thế nào, trong cái thời điểm chống dịch hiện tại là nó như thế nào, nó đúng nó sai ở cái chỗ nào.
giải thích cho chú đó hiểu. Và cái thứ hai là tận tình là ràng dây lại, kéo dây lại, không? Giữ cái xe trái cây, hỗ trợ cho chú đó chở đồ về nhà. Bây giờ cái tình hình dịch bệnh như vậy mọi người cũng thấy đó, nếu mà bị phạt, đừng có nói là những người mà làm lao động mà chân tay, như những người bình thường mà có một mức sống khá khá mà bị phạt 2 triệu, 3 triệu nó cũng ảnh hưởng ghê gớm. Ảnh hưởng ghê gớm đến đời sống của bản thân người đó lắm. Mà khi mà lỗi vi phạm như vậy mà chỉ nhắc nhở cho về thôi thì đó là thể hiện cái sự nhân đạo rồi, cái sự nhân đạo của các chiến sĩ công an rồi. Trong cái những cái tình huống ngặt nghèo. Thì điều đó chứng tỏ là gì? Điều đó chứng tỏ là đảng và nhà nước luôn luôn đồng hành với người dân. Thế em nghĩ là luôn luôn đồng hành với người dân. Rồi thông qua những cái tình huống cụ thể đó là chúng ta sẽ thấy là luôn luôn đồng hành với người dân, không bao giờ mà bỏ người dân ở lại hết. Đó. Và cái điều đó là em thấy là rất là vui, rất là nói chung là rất là để lại cho mình rất là nhiều cái ấn tượng trong cái mùa dịch này. Em cũng có một cái thông tin mới nhất hiện tại là hình như là Bộ Công Thương cũng đã có cái xác định được bốn năm nhóm mặt hàng thiết yếu rồi đó anh. Cũng có nhóm các cái mặt hàng thiết yếu đồng nhất rồi. Thì hy vọng là mọi người dân của chúng ta khi mà đi ra đường chúng ta sẽ theo dõi kỹ cái việc mà mình đi mua sắm, mua những cái vật dụng gì có nằm trong cái nhóm đồ dùng thiết yếu hay không, để chúng ta ra đường lưu thông cho nó tốt, nó không có bị vi phạm luật. Đấy. Đó là cái mà em nhìn nhận, em chia sẻ thông qua hai cái clip đó. Thôi em dừng ở đây đi, để cho các anh chị khác lên đi anh. Có anh chị nào khác lên, để cho anh chị lên đi anh. Đó là cái. Rồi, cảm ơn Bùi Tùng. Rồi, có gì lát lên lại ha. Dạ, rồi, dạ. Chào Bùi Tùng. Đang thêm anh Lan Hoàng. Xin chào anh. Vâng, chào anh chị em, cứ để Lâm Phong chia sẻ đi, mỗi giải chờ được mà, có gì đâu, người ta đang nói. Dạ. Chào thân nha, chào tất cả anh chị em nhé. Thì trước khi vào câu chuyện, mình cho mọi người xem một clip như thế này, rồi mình tích tiếp một phân tích hai cái clip, rồi mình cho mọi người xem clip này. Sài Gòn, bố bất chấp lao ra đường, chở bình oxy về nhà cứu con. Tại công viên Hoàng Văn Thụ, tổ công tác đã yêu cầu tất cả các xe dừng lại kiểm tra giấy tờ. Một người đàn ông áo ướt đẫm mồ hôi, đeo bao tay y tế, cầm theo chai xịt khuẩn đang chở bình oxy phía sau, trong rưng nước mắt khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe. Anh cho biết tên Lê Đình Vân, 40 tuổi, vừa từ đường Phạm Văn Đồng qua trung tâm phân phối bình oxy ở kênh Tân Hóa để đổi bình về cho con gái bị u gan viêm bào. Chiều tự nhiên nó mệt quá, bình oxy trong nhà thì cạn kiệt. Tôi biết đã giờ giới hạn ra đường theo chỉ thị 16, nhưng tôi phải cầm bệnh án của cháu để công an hỏi thì mình sẽ đưa ra để mấy anh hiểu mình ra đường là để cứu con. Một bình oxy 40kg chạy được 24 tiếng. Bé phẫu thuật ở bệnh viện Nhi Đồng khai từ 30 tháng 4 năm ngoái. Hôm nay tháng 3 vừa rồi thì tái phát lại. Gia đình đưa đi viện nhưng bác sĩ trả về, chỉ nằm ở nhà. Giờ không có oxy là chết, nên tôi phải đi đổi bình để cứu con, anh chia sẻ. Để cảnh sát giao thông tin tưởng, anh Vân mở điện thoại có hình con gái đang nằm bên cạnh bình oxy. Cảnh sát giao thông đang cầm giấy tờ của anh trên tay đã lặng người vì xúc động. Thiếu tá Lê Hoàng, tổ trưởng tổ công tác đã động viên chia sẻ cùng anh Vân, đồng thời nhắc anh khi thật cần thiết ra ngoài cố gắng sắp xếp trước 18 giờ. Nhận món quà nhỏ mang ý nghĩa động viên từ tổ công tác, anh Vân rưng rưng xúc động, nghẹn giọng: "Tôi xin cảm ơn rất nhiều. Tôi hiểu quy định, nhưng vì thứ con mới phải ra ngoài giờ này." Trước khi rời đi, anh Vân liên tục gật đầu nói cảm ơn. Thiếu tá Lê Hoàng cùng đồng nghiệp lại lặng người, nhìn theo bóng người đàn ông chở theo bình oxy khuất dần. Không gì thiêng liêng bằng tình cha. Rồi, có lẽ nó xem lên đấy để cho mọi người biết là mình nói đến cái vấn đề là nhất là mình nói cái vấn đề của ông Đoàn Ngọc Hải. Tức là nếu mà là ông là một người làm từ thiện bình thường đó, thì mình cũng chả cũng nhắc đến ông ấy làm gì, thì nếu mà ông cái tâm làm từ thiện thì đương nhiên là mình được ủng hộ, nếu mình đã thích thì nó là không phải. Nhưng mà ông đã từng kinh qua là đã làm cán bộ, thì trong cái trường hợp mình cho cái xem clip này này, thực ra thì mình đáng lẽ mình không nói những cái câu chuyện thế này đâu, ở cái chỗ là không cổ xí cho những việc mà khuyến khích mà tha cho những cái người mà vi phạm. Thế nhưng mà trong cái quy định của chỉ thị 16 có những cái trường hợp cấp cứu có ai ngăn cấm đâu, phải không nè? Nếu mà gia đình cảm thấy mà cái việc cấp cứu nó cần thiết ấy, thì gia đình có xe tự chở đi, hoặc là ông Đoàn Ngọc Hải chở thì chở thẳng vào bệnh viện,
Đó là qua xét nghiệm ấy thì người ta cũng nhập, nhưng mà ông này làm màu làm mè ở cái chỗ là ông đứng ông ấy chụp hình làm ne ở cái số nhà 22, xong bắt đầu lại viết cái thư lên Facebook. Ai có thời gian rảnh nhưng mà ngồi mà lướt mạng mà theo Lan Hoàng được biết ấy, thì gần như những cái vị cán bộ cao cấp là không có chơi mạng xã hội, chỉ trừ khi người ta đã về hưu thì người ta vui thú thì người ta chơi mạng xã hội. Nên là mình phải khẳng định gần như là người ta không chơi mạng Facebook, không chơi mạng xã hội. Đấy, cho nên là ông tào lao những cái chuyện như thế, ông làm hoang mang dư luận. Thế xong rồi bắt đầu ông lại viết cái status thứ hai coi như là một cái lời kiểu như là khen ông bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà trong cái câu khen thì ông lôi cả tiểu sử là anh không có vợ không con gia đình, nhà anh như thế này như thế kia tôi hiểu, nhưng mà anh vất vả. Cái lời đó không phải lời khen mà cái lời móc mói cái riêng tư của gia đình. Mình rất thấy là giận cái ông Hải này, từ khi mà ông dẹp cái vỉa hè thì mình cũng thấy là có những cái quyết tâm. Nhưng đến khi mà ông ấy rời xa cái áo quan ông đi vào dân ấy, thì ông lại không hiểu được cái lúc ông làm có đúng có sai thì cũng có hai cái luồng dư luận, tức là chưa giải quyết cái công ăn việc làm thì dẹp nghiệp. Nhưng đến khi ông đi làm từ thiện thì ông lại gắn cái mác từ thiện, ông ấy mua ủng hộ bà con dứa, ông đỗ giữa đường ông nghênh ngang ông bán cho biết bao người mua qua lại. Cái việc mà ông đậu xe ông bán dứa giữa đường thì có phải là vi phạm không? Mà trong khi những cái lúc mà đồng ý mà dẹp vỉa hè là đúng thì có những cái trường hợp người ta sơ suất, tức là có thể là nhắc nhở được, nhưng ông cứ cương quyết ông làm một là một, một cộng một phải bằng hai chứ không thể có xê dịch. Thì qua clip này mình cho thấy là có những cái vấn đề, kể cả là những cái người đi mua đồ thôi vi phạm cái chỉ thị 16 nhưng công an người ta cũng vẫn xử có tình có lý. Không phải là cái trường hợp nào cũng phạt đâu, có những cái trường hợp phạt người ta đưa lên để răn đe thôi, chứ không phải là ra đường mà gặp 100 trường hợp là phạt hết 100 đâu mọi người ạ, không phải đâu. Thế nhưng mà có những cái mà có tình có lý thì người ta vẫn gọi là nhắc nhở ghi vào, lần sau thì người ta sẽ xử, chứ không phải là hoàn toàn là cứ tuyết 100 người là phạt 100. Cho nên là mình trước hết là mình phê phán cho ông Đoàn Ngọc Hải này, lúc ông làm quan một kiểu, lúc ông làm dân ông lại phạch phạch một kiểu, mà bây giờ nghe có vẻ ông cái tư tưởng của ông là dân túy rất là nhiều. Đấy là cái chuyện của ông Đoàn Ngọc Hải, thì mình nói là đây cái việc mà người cha đi vi phạm chỉ thị, nhưng người ta đi lấy cái bình ông sinh về cho con, cũng như cái trường hợp của ông Hải không cần điện cho ông Hải, gia đình tự đi cấp cứu cũng không ai người ta nỡ nào người ta phạt, hay là người ta, tại vì trong chỉ thị nó không có cấm cái trường hợp cấp cứu, kể cả hàng xóm có xe đưa đi cũng không ai ta cấm, đến lấy xin cái xác nhận của giấy bệnh viện là tôi đưa người cấp cứu, và không có cái cơ quan pháp luật nào người ta xử phạt cả. Mà ông ấy lại dạy dạng ông viết thư lên Facebook, mình thấy là cái điều rất tồi bại trong cái con người của ông nhỏ mọn. Thế còn cái việc thứ hai nữa là mình muốn nói đến ấy, là thực tế như anh em chúng ta ở Hải Dương thì đã có một cái thời gian giãn cách rồi, thì chúng ta chỉ ở nhà thôi, mà một ngày mất điện thôi chúng ta đã lồng lộn lên rồi. Thì chúng ta phải hiểu những người ở tuyến đầu, họ không những phải ở ngoài đường ở chặn chốt, mà họ phải mặc áo bảo hộ lao động, thì cảm giác đấy thật là không dễ chịu một chút. Nói với thân với mọi người, chỉ đơn giản là chúng ta ở nhà thôi, úp điện một ngày thôi là chúng ta đã biết. Chúng ta có thể gần như là tắm lúc nào thích thì tắm, đúng không? Thích thì khỏi mặc đồ luôn cho nó mát. Ở nhà mà, có một người ta còn đi ra đường, người ta còn phải mặc quần áo, xong lại mặc đồ bảo hộ lao động trong những cái nắng 38, 40 độ, thậm chí có những hôm lên 42 độ. Mà ở mặt đường có những hôm nó lên tới là gần 50 độ C. Thế thì chúng ta phải nói là cái ý thức của chúng ta ấy, luôn luôn có cái tư tưởng trong đầu nó là như thế này này. Bệnh nó đến với người ta đấy, người ta thì từ cả cái xã hội thì chúng ta nghĩ cả cái xã hội này thì cái người ta nó rất là bao trùm, nó rất là rộng, thì cái xác suất nó đến với mình nó rất là ít. Nhưng chúng ta hãy nói là cái xã hội này thì từng cái gia đình, từng cái tế bào thu nhỏ lại đi. Bây giờ chúng ta cứ nói là trong gia đình chúng ta có 2 người, 3 người, 5 người thì bảo mình không dính thì người ta dính. Thì trong 5 người đấy thì con mình, vợ mình, người thân của mình dính, đúng không ạ?
chứ cứ bảo người ta thế xong cái người ta kia hai người, mình nói đơn giản là hai người, mình bảo người ta bị dính, xong cái người kia người ta bảo người ta bị dính, cái hai người này ai là người ta bị dính, cuối cùng chúng ta là cứ đổ cho người ta, nhưng người người ta đấy người ta cũng gọi chúng mình là người ta. Thì thôi, mỗi người có một cái chút ý thức giữ cho cái xã hội này nó nhanh vượt qua cái cơn đại dịch. Thực ra thì ngay cái bản thân lúc đầu ấy, nước Mỹ, nước Ý rồi là Pháp, Anh nó bùng dịch còn hỗn độn nên tranh cướp từng cái khẩu trang, những cái việc đó thì không nói, nhưng mình nói này, nó bùng dịch nên thì không thấy những cái phía bọn ba que sỏ lá hải ngoại ấy, nó nói gì về cái vấn đề là phòng chống dịch. Thậm chí có những đứa nó còn cuồng chung, nó còn bảo dịch nó chỉ là một cái cách mị dân của cái đảng dân chủ, đảng dân chủ nó theo xã hội chủ nghĩa, theo cộng sản đấy. Thế thì bây giờ Việt Nam chúng ta cái trận dịch này nó bùng phát thì nó cũng mất cái kiểm soát về cái chủng mới này, và cái chủ yếu là ở thành phố Hồ Chí Minh nó khó là cái hội truyền thánh, khi mà để nó lan truyền ở trong cái cộng đồng nó sâu rộng quá rồi thì mất cái việc truy vết. Chứ còn Hải Dương, Bắc Linh, Bắc Giang đấy, người ta truy vết rất là đơn giản, chỉ trong một tháng coi như là mọi chuyện đã được khống chế, chưa đến một tháng được khống chế, chỉ hơn một tháng là đã giải quyết hết được mọi cái vấn đề. Thì mình nói thêm một cái như thế này, cái chuyện đại dịch của Việt Nam ấy, thì ngay cả bây giờ Mỹ tự hào là có vaccine, có nhưng cái tỷ lệ người nhiễm và người chết bây giờ vẫn là gần như vẫn là đứng đầu. Thế nhưng mà chúng nó không quan tâm, nó quan tâm để nó kích động cái Việt Nam mà xuống đường biểu tình ấy. Thì chúng nó có phải là người yêu nước thương dân không? Mình nói là cái bài của chúng nó hô hào biểu tình lúc này là rất là sai lầm, ở chỗ là thời gian này ấy, ra ngoài bất cứ một người nào ra ngoài là đều có lý do dốt hết, không có ai cãi được, đừng có nói là ra ngoài biểu tình, đúng không ạ? Thế nhưng mà lỡ mà một vài người hay một nhóm nhỏ người nào đó nghe lời chúng nó đi ra xong lan truyền cái bệnh dịch thì chắc chắn là người ta cũng bắt lại hết, nhốt lại thôi. Nhưng mà chúng nó trốn thoát, chúng nó về gia đình, nó mang lại cho người thân gia đình, những cái người nhẹ dạ cả tin chúng nó thì là khỏe mạnh. Thế nhưng mà gia đình về, vợ con, cha mẹ, ông bà, biết bao người có những cái bệnh lý này. Rồi khi mà chắc chắn là Việt Nam nếu mà kỷ lục như Mỹ, mấy Anh, mấy Pháp, mấy Ý thì vỡ trận ở cái chỗ là dẫu sao thì cái hệ thống y tế của chúng ta nó cũng không thể như Mỹ được. Đấy. Thế nhưng mà như Mỹ mà còn vỡ trận thì Việt Nam nếu mà đánh đến thì rất là nguy hiểm cho xã hội, cho cộng đồng. Thế rồi mà chúng nó, nếu mà chúng nó huy động cái người dân chúng ta xuống đường biểu tình lúc này thì chúng nó là muốn dân chúng ta chết, chứ đâu phải là muốn mang lại cái điều tốt đẹp cho dân chúng ta, đúng không? Cái này anh Lan Hoàng, cái mà anh nói là nó kích động người dân biểu tình trong lúc này á là rõ ràng luôn. Cái gia hàng Tân Phái á, hắn từng nói á, nếu mà hy sinh 50% dân số Việt Nam để dân Việt Nam có được tự do, nó cũng chịu nữa, nó cũng chấp nhận nữa. Nó ngồi nó thì nói thì nó nghe. Chịu chứ nó về đây chăm bố nó không dám chịu. Thì đó, bởi vậy nó nói, tức là nó không có quan tâm tới mạng sống của con người, nhưng mà nó đề luôn mở miệng ra là nói đòi tự do dân chủ, đúng không? Mà nó nói là nó chấp nhận hy sinh 50% dân số Việt Nam, gần 100 triệu, tức là gần khoảng cỡ 50 triệu người chết đi nó cũng chịu nữa, miễn sao nó lật đổ được cộng sản. Thì anh thấy cái tính nhân đạo của nó nằm ở đâu đó. Nó chỉ mục đích của nó là cái gì, cái bản chất của mấy cái thời gian gần đây ở trong nước chúng ta, nó cái đại dịch này nó bùng phát ở các cái tỉnh thành, chúng ta quan tâm nhiều về cái đại dịch này. Chúng ta không còn bàn cái thế sự chính trị của các cái nước xung quanh chúng ta nữa. Cái bài học của Myanmar, đấy, thì chính vì cái đòi dân chủ mà dân chủ không thấy thì bây giờ dân nghèo rất là nhiều, con số không thể nào tưởng tượng. Xin chào La Già. Đúng không ạ? Cái đấy là cái bệnh dịch. Cái thứ hai này, đói ăn thất nghiệp thì nó tăng cao khủng khiếp. Các công ty của các nước thì cái người ta bỏ chạy,
phải không? Rồi là đập phá thì nhà nước phải bỏ tiền ra đền, đáng lẽ nhà nước có thể có cái nguồn kinh phí để cung cấp trợ cấp cho dân trong cái mùa dịch, thì chúng nó đem phá đốt công ty này đúng không, công ty kia, thì nếu mà nhà nước mà không đền bù cho công ty ấy, thì bị kiện mà bị công ty nó rút đi có lý do ấy. Anh nói với thân nhé, cái luật thương mại quốc tế nó là thế rồi, một công ty vào Việt Nam họ rút đi thì họ thiệt, nhưng vì có lý do khách quan mà nước ta làm tổn hại đến họ mà không bồi thường đàng hoàng họ rút đi, họ kiện ra tòa án quốc tế chúng ta phải đền vài trăm phần trăm nhưng phải 100%. Cho nên là ngay cái nước Myanmar một số công ty nó có lý do vì đốt phá nó không còn thấy an toàn, nó bỏ đi phải đền nó mấy trăm phần trăm, chứ đừng có nói là mày bỏ đi là mày thích thì mày cứ bỏ đi, không bỏ đi được đâu, phải đền nó đền còn phải 200% đâu, chứ không phải là đơn giản như mà tự nó rút đi thì nó phải được. Nhưng mà cái tác động đốt phá hay là không an toàn nó đi là nó có lý do là phải đền, nó có luật doanh nghiệp của quốc tế rồi. Cho nên là đấy là cái gì, cái thiệt hại mà người dân không nhìn thấy, nhưng mà nhìn thấy nhưng mà không trực tiếp, đâm ra là không hiểu được. Lẽ ra chẳng hạn ví dụ có 1 tỷ USD để dành cho người dân, cứu trợ người dân trong cái mùa dịch, thì lại phải đem ra đền cho vài công ty bị cái lũ biểu tình nó đốt phá ở đất nước Myanmar, thì có phải là cái tiền đấy nếu không đền thì lại bị vi phạm về cái luật doanh nghiệp quốc tế, thì sẽ không có một công ty nào họ vào đầu tư đó. Cho nên là mất cái đồng tiền đó thì nhà nước còn đâu ra nữa mà lo cho dân, phải không ạ? Đi vay bây giờ thì lúc nào cũng ngập ngụa vay rồi, ngân hàng thế giới thì cũng cạn lắm rồi, chẳng có đâu mà chỉ có nước nào uy tín đèo bèo như vậy, uy tín như Việt Nam thì may ra vay được, chứ còn các nước mà chính trị không ổn định này, không phát triển này, kém phát triển mà đi vay, làm sao vay được những cái gói ODA rồi của quỹ Liên Hợp Quốc các thứ, không vay nổi. Thế thì nhà nước chính phủ lại phải đi bồi thường cho những cái doanh nghiệp bị đốt phá, thì còn tiền đâu mà không? Thế thì mình chỉ nói là tại vì mấy cái thời gian gần đây chúng ta quan tâm nhiều về những cái vấn đề nội tại trong nước, ít nhìn ra các cái nước như Thái Lan bao nhiêu ca rồi là bao nhiêu người chết rồi chết kiểu gì rồi, Myanmar rồi các nước xung quanh, nó còn có những nước nó còn xoán ngôi Ấn Độ về cái tỷ lệ. Chúng ta tại sao chúng ta không Indo là muốn vượt Ấn Độ chứ, Indo là cũng căng lắm mà. Chúng ta phải nhìn với cái hình ảnh. Còn về như cũng cái status của cái anh đạo diễn Dũng Tùng ấy, thì phải nói là anh ấy không biết là anh ấy vui thôi nhưng mà đừng quá, nhưng mà thấy cái câu comment của anh ấy thì đúng là anh xin sẹo bố láo quá. Là vì nếu như cái sở đó tốt thì có thể thôi chấp nhận là vui thôi, nhưng mà anh comment cái câu là quá mất dạy ở cái chỗ này. Thực ra thì những người cảnh sát giao thông á, người ta đi trực mặc áo bảo hộ đứng đắn đứng đôi vất vả, mà cái khổ nhất là biết gì, người ta không được về với gia đình. Nếu muốn về ra tiếp xúc mà đâu có về được, muốn về với gia đình ấy lại phải cách ly 14 ngày bắt đầu mới về với gia đình, chứ người ta có được về với gia đình. Thế thì nhiều khi người ta thôi cách ly 14 ngày thì thôi, thà cứ dập cho hết dịch đi rồi người ta về một thả. Thế nhưng mà dịch như ở Hải Dương, ở Bắc Ninh, Bắc Giang họ dập được sớm, trong vòng 20 ngày một tháng thì họ còn được về với gia đình. Thế như thành phố Hồ Chí Minh nó kéo dài như này thì có những người cả đôi tháng cũng chả được về, không được gặp gia đình, sung sướng cái gì? Mình hỏi sung sướng cái gì? Chả có cái gì sung sướng. Mà càng bây giờ thì càng thiếu hụt cái lực lượng cảnh sát giao thông, chứ đừng có nói cảnh sát giao thông rảnh. Thực ra thì bảo là cảnh sát giao thông ra đứng đường thì có khi cả một cái quận hay là cả một cái huyện mới có một tổ đứng đường thôi. Nhưng bây giờ gần như mỗi xã, mỗi phường phải có một cảnh sát giao thông, còn thiếu lực lượng, trong khi có những người còn bị mệt, bị nhiễm bệnh, bị cách ly, còn thiếu lực lượng nặng. Nên là cậu ấy là đạo diễn mà cái mùa này ngứa mồm hay là không có ai nhắc đến thì tự bia cho mình bằng cái cách bẩn thỉu.
cho nên là mình phải nói này này, trong cái mùa đại dịch này, ở trong những cái mùa này, mình rất đề cao là cái việc bà Hằng bà làm được là cho cái bọn nghệ sĩ nó rảnh háng, nó bớt đi những cái việc mà tào lao. Nếu mà không có cái vụ drama của bà Hằng ấy, thì bảo đảm cái lũ nghệ sĩ này nó được luông chiều, nó quen rồi. Nó sẽ suốt ngày lên câu view, câu like bằng đủ các cái loại ngôn từ. Thế nhưng bây giờ, khi mà được rung cái hồi chuông cảnh báo ấy, thì từng cái người nghệ sĩ được chúng ta săm soi chăm sóc lại, thì chúng mới có một chút đạo đức. Chứ còn không á, bảo đảm luôn, không cô này drama thì cô kia drama rồi, có những cái việc này việc kia rồi. Thật ra thì một ngày biết bao nhiêu ca sinh ở Việt Nam mà view anh đọc có ẻ thôi cũng hết báo này báo kia đăng, mua mấy chục cái ổ ấy mì hết báo này báo kia đăng, trong khi bao nhiêu cái gương người tốt việc tốt, bao nhiêu cái những cái mà gương xấu để là rút kinh nghiệm cho cộng đồng, chả thấy mấy cái báo nào đăng, mình thấy là rất là thất vọng. Thậm chí bây giờ mình nói ngay đối đầu như là Vi Oanh với bà, trong cái việc mà bà ấy 9 năm rõ 10 là giao cho bệnh viện Chợ Giấy biết bao nhiêu bình oxy cũng chả thấy báo nào đăng, nhưng mà đọc có mua 50 cái ổ bánh mì cũng đăng hết báo này đăng báo kia đăng. Mình cảm thấy thất vọng về những cái tấm gương báo chí cách mạng. Không, tại không khoe nên người ta không biết để đăng á anh ơi. Thì cứ để báo showbiz, báo văn hóa rồi báo này báo kia ta đăng đi, còn những cái báo khác thì luôn phải đi sâu đi sát về cái cuộc sống của nhân dân. Thậm chí bây giờ đi đăng một cái ca người đẻ trong khu cách ly đi, đăng một ca đẻ rơi trên taxi người dân bình thường đi, làm sao mà cái con view anh nó đẻ cũng nhão nhào lên báo này và báo kia đăng, mua 50 ổ bánh mì kín tiếng mà cũng khoe được. Thì thực ra thì mới cho biết rằng thì ra là từ trước đến nay báo là đều do chúng nó nhận, tự nhắn tin cho báo đăng hết, chứ đã kín kẽ thì làm sao báo moi móc, làm gì có đứa nào đi lấy thông tin cái việc đấy báo này. Rồi mình chia sẻ thế một chút thôi, cho Lâm Phong lên lại đi. Được rồi, cảm ơn anh. Chào Phân, cảm ơn đã cho lên diễn đàn. Chào anh chị em, chúc anh chị em một buổi tốt lành nhé.